Tiếng Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian.
siêu kỳ, xem Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Thiên Chúa đem tình yêu hòa bình ban phát ân lành cho đời, ơn phước tuôn tràn cho loài người, truyền cho khắp nơi nghe tin lành. Ô vui lên ngôi cao sang, Giêsu đã giáng thế, tình yêu cao sâu Thiên Chúa cho loài người. Mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh.
Chúa cho mọi người. Trước khi khởi hành, chúng ta hiệp cùng với Đức Cha Giáo Phận, Đức Cha Đa Minh và Đức Cha Gioan, xin Chúa chúc lành cho công việc đạo đức mà chúng ta thực hiện để tôn vinh Chúa, mang lại lợi ích thiêng liêng cho các tâm hồn đã biết Chúa hoặc chưa biết Chúa. Đồng thời, xin Chúa chúc lành cho những máng cỏ trên các xe hoa. Giờ đây, cha quản hạt Xuân Lộc sẽ trình với quý đức cha sơ lược về đoàn xe rước Chúa Hải Đồng năm nay. Trọng kính đức cha chính Du Xe, trọng kính đức cha cố Đăng Minh, trọng kính đức cha phụ tá Do An, kính thưa cha giám đốc đại chủng điện, quý cha giáo đại chủng điện, quý cha tòa giám mục, quý thầy và tất cả quý bà anh chị em thuộc các giáo xứ trong giáo hạt Xuân Lộc hôm nay đang có mặt ở đây. Các giáo xứ trong giáo hạt Xuân Lộc đã có truyền thống tốt đẹp là rước Chúa Hải Đồng trên những chiếc xe hoa đi qua các đường phố và đi đến các xã vùng ven từ nhiều năm nay. Chúng con vẫn duy trì công việc tốt lành này và càng ngày công việc càng chi tiết hơn, kỹ thuật hơn và có kinh nghiệm tổ chức hơn. Chúng con được sự giúp đỡ của bà con trong các giáo xứ qua các cha chính xứ và ban lãnh đạo, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương nơi chúng con đi đến và đặc biệt ở thành phố Long Khánh này. Chúng con hôm nay đến trình diện đức cha của tất cả bà con công giáo muốn chứng tỏ niềm tin của mình và bầu nhiệm nhập thể đầy hạnh phúc và vui tươi cho nhân loại. Những chiếc xe hoa đi ngang qua các đường phố, các thôn làng sẽ nói lên niềm tin, hy vọng của người tín hữu và muốn chia sẻ cái niềm tin hạnh phúc này cho những anh chị em không có đạo và mọi người khắp nơi khi nhìn thấy chúng con sẽ cảm nhận được niềm vui Giáng sinh của những người công giáo và hạnh phúc làm chứng về mầu nhiệm nhập thể của tất cả chúng ta cho mọi người. Năm nay chúng con có những chiếc xe hoa tại thành phố Long Khánh và tại giáo hạt Xuân Lộc còn có những chiếc xe hoa ở trong huyện Xuân Lộc. Và những chiếc xe hoa đấy đã đi trên tuyến đường quốc lộ 1 ở ngã ba Ông Đồn về phía căn cứ và đi đến vùng suối cát Lang Minh. Và ở phía dưới này, chúng con hôm nay hiện diện trước mặt đức cha là 21 xe, kể cả một chiếc xe chúng con chở qua của ông già Noel mang từ Bắc Cực đến đây để cho tất cả các em thiếu nhi ở nơi chúng con đến. Bằng chứng là trước mặt quốc gia các ông già Noel ở Bắc Cực nhưng vì đến đây nóng quá gỡ hết bộ đầu ra cho nên, nhưng dù sao chúng con cũng sẽ chan hòa với lời làm chứng hạnh phúc vui tươi này cho sự chúc lành cho chúng con để chúng con lên đường bằng an. Và như đức cha muốn gửi gắm cho chúng con một sứ điệp là đi để loan báo tin mừng, chúng con xin chân thành kính dâng lên quý đức cha những ý tưởng mọn hèn của chúng con. Xin quý đức cha giám đốc, quý cha, quý thầy đại chủ viện và tòa giám mục cầu nguyện và chúc lành cho tất cả chúng con đoàn xe đi tối hôm nay và đi tối ngày 25. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, ở cùng tất cả anh chị em.
thân mến, khi chuẩn bị mừng sinh nhật của Đức Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chúng ta cũng dành những phút giây xin Chúa chúc phúc cho máng cỏ Giáng sinh. Thực hành dựng các máng cỏ được bắt đầu bởi Thánh Francisco Assisi như là một cách thế để thông truyền sứ điệp Giáng sinh. Các máng cỏ trong nhà thờ, tại các nơi thánh và trong gia đình giúp cho mầu nhiệm Giáng sinh được hiện diện giữa chúng ta, giữa các thành viên trong gia đình và giữa những người chưa nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Khi chúng ta chiêm ngắm tượng ảnh các đấng, nhất là khi chúng ta biết dành ít phút cùng nhau cầu nguyện trước máng cỏ, thì tin mừng Giáng sinh trở nên sống động trong chúng ta và lòng chúng ta được vui mừng trong mầu nhiệm nhập thể của Con Chúa. Chúng ta chuẩn bị cuộc rước Chúa hài đồng trên các nẻo đường. Xin Chúa chúc lành cho công việc đạo đức chúng ta sắp làm để tôn vinh Chúa. Xin Chúa Thánh Thần chuẩn bị nhiều tâm hồn thiện trí đón nhận ánh sáng và niềm vui của mầu nhiệm Con Chúa giáng trần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa làm ánh sáng chiếu soi nhân loại, đang chìm trong tâm tôi tội lỗi. Xin chúc lành cho công việc đạo đức mà chúng con đang làm để tôn vinh mầu nhiệm Con Chúa giáng sinh, mà khơi lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến đón chờ ngày Con Chúa trở lại, và mở rộng tâm hồn nhiều người đón nhận ánh sáng chân lý của ngôi lời hằng hiếu, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha. Xin mừng Chúa yêu thương con và con yêu cha. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi nãy hoàng đế Augusto ra chiến trường, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả vương hạ. Đây là cuộc kiểm tra của nhân vật tuyệt vời. Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tôn hô, nhờ thánh nhân soi tỏ hò tiến lên. Lạy Chúa, nhờ được nghe danh ngài. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn xin Chúa chúc lành cho các máng cỏ Giáng sinh đây và cho chính chúng ta, để ghi sứ điệp về sứ nhiệm của Chúa Giêsu. Chúng ta được dự phần bảo ơn quy chuẩn của người đã hoàn thành. Lạy Chúa, xin đến ở lại với chúng con. Cầu cho hội thánh. Khi chúng ta nhắc lại các biến cố chung quanh việc Đức Kitô giáng sinh, chúng ta biết công bố cho mọi người về hồng ân sự sống. Lạy Chúa, xin đến ở lại với chúng con. Cầu cho thế giới mà chúng ta đang sống, để thế giới có thể nhận ra Đức Kitô là đấng đã được các thiên thần và mong đồng ca ngợi. Xin Đức Kitô Chúa chúng ta đã dạy chúng ta. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng, nhớ Cha thì đến, ý Cha về. Lạy Chúa, xin chúc phúc cho tất cả những ai đến chiêm ngắm các máng cỏ này. Máng cỏ đã được chúng con sửa mạng sinh yêu nhiệm của Chúa Giêsu và nâng lòng với người đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng con và là Thiên Chúa của nhân loại, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Giờ đây Đức Cha Chánh Giáo Phận sẽ làm phép chiếc xe đầu đoàn và Đức Cha Phụ Tá Gioan sẽ thay mặt Đức Cha Giáo Phận
để làm các những chiếc xe còn lại trong đoàn group năm nay. Sẽ có món quà tặng đến tòa giám mục và chủ nhiệm thánh nhân xe sân lộc. Chúng ta kính mời cha giám đốc. Xin cụ đoàn cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em, nhất là những anh chị em sẽ lướt Chúa qua các xe Giáng sinh này. Xin anh chị em hãy ra đi chia sẻ niềm vui của ân Thiên Chúa xuống thế đàn người vì tình yêu nhân loại. Chia sẻ niềm vui đó mà chúng ta đã cảm nhận được, chia sẻ với tất cả mọi người tin tưởng đi, các anh chị em sẽ gặp. Và khi gặp đi như vậy, xin anh chị em hãy cầu Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người, các anh chị em sẽ đi qua, sẽ gặp cá nhân, gia đình, các cửa tiệm, tất cả mọi người.